trong lục đạo, nhà Phật nói rất rõ ràng, gọi là thế trí diện thông. Căn bản không thừa nhận đó là trí huệ. Sư thánh Pháp giới có trí huệ nhưng không viên mãn. Do gì? Vẫn chưa phá được vô minh, vẫn chưa đoạn hết phân biệt, mà chỉ đoạn được chấp trước. Từ đó có thể biết, nếu không đoạn chấp trước thì trí huệ làm sao mà có được. Chấp trước là gì? Là ngã. Vô tư vô ngã thì trí huệ của bạn mới mở ra. Chỉ cần có tự tư có ngã thì trí huệ của bạn sẽ không khai mở. Trí huệ có được khai mở hay không cũng không phải là việc của người khác, không liên quan gì đến lão sư. Bạn gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, gặp được A Di Đà Phật mà không buông xuống tâm tự tư tự lợi của bạn thì bạn vẫn là không khai mở được trí huệ rồi. Không phải là nói tôi gặp được Phật thì tôi sẽ khai mở trí huệ, không có việc như vậy. Nếu như buông bỏ được tự tư tự lợi hoàn toàn không còn nữa, bạn gặp được một người hạ căn thuyết pháp cho bạn thì bạn cũng sẽ khai ngộ. Những thí dụ thế này, trong dòng nước xưa nay có rất nhiều. Sự thành tựu của học trò còn vượt qua hơn cả lão sư. Dựa vào điều gì mà vượt qua hơn cả lão sư gì? Là dựa vào việc buông được xuống. Những điều buông xuống của lão sư không nhiều bằng học trò. Học trò so với lão sư buông xuống được nhiều hơn, nên học trò vượt qua lão sư rồi. Triệt để buông xuống, rốt ráo buông xuống thì con người này thành Phật rồi. Người thế gian, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người sanh bệnh. Sáng sớm hôm nay, phía bên Thượng Hải gọi điện thoại cho tôi nói có một vị đồng tu bị bệnh rồi, thân tâm bất an, hỏi tôi phải làm thế nào. Tại vì sao không buông xuống được bệnh tật, buông xuống liền không còn nữa. Nếu như bạn để bệnh tật vào trong tâm của mình, vậy thì bạn nhận lấy nó rồi. Vị đồng tu này bị ung thư. Tôi nói với anh ấy là cư sĩ một ngày trước đây 10 năm bị ung thư. Các bạn đi hỏi ông ấy xem, ông sẽ cho các bạn xem phim chụp X-quang có hơn 30 tấm. Tế bào ung thư đã khuếch tán ra toàn bộ các bộ phận của cơ thể rồi. Bác sĩ nói với ông là thọ mạng của ông chỉ còn 3 tháng. Ông Lý không đi chữa trị cũng không uống thuốc, niệm Phật chờ chết. Đến cư sĩ Lâm làm nghĩa công, sống một ngày là một ngày, chăm chỉ nỗ lực. Làm được nửa năm không thấy làm sao thì đi kiểm tra thấy tế bào ung thư không còn nữa. Là kỳ tích trong lịch sử y học Singapore. Hiện nay vẫn sống được 17 năm rồi. Tinh thần và thể lực không ai có thể sánh được với ông. Tôi gọi ông là Bồ Tát không nghỉ ngơi. Bạn xem hôm trước ông từ Trung Quốc trở về, sau khi vừa trở về lập tức tổ chức hội họp, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ông nói với tôi thời gian ngủ ban đêm đại khái chỉ có 2 giờ đồng hồ. Toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không vì bản thân, quên đi chính mình rồi. Cho nên bệnh liền không còn nữa. Có ngã thì bạn liền có nghiệp chứ, bạn liền có nghiệp báo. Vô ngã thì nghiệp báo liền không còn nữa, nghiệp cũng không còn, báo cũng không còn. Con người nếu làm được vô ngã thì sự việc gì cũng đều được giải quyết rồi. Cái thân thể này lưu lại tại thế gian là vì chúng sanh tạo phước, vì chúng sanh mà phục vụ. Sự việc làm thành công rồi, chúng sanh có phước, nhưng chính mình không kể công. Sự việc làm không thành công, chúng sanh không có phước, chính mình cũng không có lỗi lầm. Chính mình vĩnh viễn không có được mất, cuộc sống không được mất thì sẽ rất vui vẻ. Sự việc làm thành công rồi, công lao của tôi lớn thế nào, vậy thì không hay rồi. Bạn có ngã, có ngã bạn liền có nghiệp báo. Vô ngã thì không chịu nghiệp báo.
nhịp báo liền không còn nữa. Đây là Phật dạy chúng ta. Nhìn thiện. Phật trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta phương pháp mà Bồ Tát chuyển ác thành thiện đã vô cùng nhấn mạnh. Ngày đêm thường niệm tư duy quán sát, từ nhìn thiện này chính là quán sát. Quán sát hết thảy thiện pháp.